chủ đầu tư Phát Đạt và DKA mạnh tay chi, quả khủng, trong đại tiệc tri ân dự án Nhơn Hội New City. Ngày 13 tháng 7 năm 2019, tại Sheraton Grand Anang Resort, Đà Nẵng đã diễn ra sự kiện tri ân khách hàng dự án Nhơn Hội New City. Đây chính là cơ hội để chủ đầu tư công ty Phát Đạt và tập đoàn Danh Khôi gửi lời cảm ơn quý khách hàng đã luôn đồng hành cùng dự án. Buổi lễ thu hút sự tham gia của hơn 1.000 khách mời, là đại diện các đơn vị bán hàng cũng như quý khách hàng dự án Nhơn Hội New City. Với con số kỷ lục tiêu thụ 1.200 sản phẩm trong vòng một tuần, Nhơn Hội New City đã nhận được sự quan tâm của giới đầu tư cũng như quý khách hàng có nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng. Tại lễ tri ân, tất cả khách hàng tham dự đều nhận được voucher vé máy bay khứ hồi cùng quà tặng giá trị từ ban tổ chức. Đặc biệt quý khách hàng sẽ có cơ hội tham gia chương trình rút thăm trúng thưởng, với trị giá giải thưởng hơn 1 tỷ đồng. Khách hàng Trần Thị Minh, lượng chủ nhân sản phẩm LK2211 dự án Nhơn Hội New City, đã may mắn sở hữu ô tô Honda City 1.5G CVT giải thưởng lớn nhất của chương trình. Ngoài ra hàng chục iPad Air và voucher mua hàng điện máy cũng được trao tận tay những khách hàng may mắn khác. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoàng Sơn, Phó TG Kinh doanh, Tiếp thị, Công ty Cổ phần Bất động sản Danh Khôi, DKA, cho biết, dự án Nhơn Hội New City không chỉ đánh dấu sự xuất hiện của DKA tại thị trường Bình Định mà còn khẳng định sự hợp tác thành công giữa chủ đầu tư Phát Đạt và nhà phát triển DKA. Với pháp lý hoàn chỉnh, tiến độ xây dựng đảm bảo, dự án Nhơn Hội New City đã nhận được phản hồi rất tốt của thị trường khi 100% sản phẩm ra mắt đã được tiêu thụ hết trong thời gian ngắn. Với định hướng phát triển bất động sản cao cấp, có tiềm năng sinh lời lớn, gia tăng giá trị đầu tư cho quý khách hàng. Trong thời gian tới, Danh Khôi sẽ tập trung phát triển các dự án tại thị trường Cà Mau, Cần Thơ, Vũng Tàu, Bình Thuận, Khánh Hòa, Bình Định và đặc biệt là Đà Nẵng. Với vị trí đắc địa, quy hoạch tiện ích cao cấp cùng việc bắt tay hợp tác với các thương hiệu quốc tế, chúng tôi tin tưởng sẽ mang lại cho quý khách những sản phẩm bất động sản cực kỳ hấp dẫn trong thời gian tới. Đại diện DKA cho biết thêm, với chủ đề Heart Up Tessy, chủ đầu tư Phát Đạt và nhà phát triển DKA đã mang đến cho quý khách hàng những trải nghiệm thú vị về dự án Nhơn Hội New City. Đặc biệt hơn, buổi lễ còn có sự tham gia của những nghệ sĩ nổi tiếng, với những màn trình diễn hấp dẫn. Khép lại thành công của giai đoạn AI, dự án Nhơn Hội New City sẽ sớm được triển khai, giúp quý khách hàng có thêm cơ hội sở hữu bất động sản ven biển Quy Nhơn, liền kề Kỳ Co, Eo Gió. Hotline 0868 091 095. Mãi Hương. Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.